Mến chào quý vị khán giả đã đến với kênh tin mới của chúng tôi. Kênh của chúng tôi sẽ luôn luôn cập nhật những thông tin mới nhất trong nước và quốc tế. Ngay sau đây sẽ là những thông tin đáng chú ý. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Bản tin lũ lụt Trung Quốc ngày 1 tháng 8 năm 2023. Thưa quý vị, tỉnh Hồ Nam của Trung Quốc gần đây đã trải qua đợt mưa lớn và kéo dài nhất trong năm nay. Cho đến nay đã có 1,8 triệu người bị ảnh hưởng bởi mưa lớn, 10 người chết và 3 người bị mất liên lạc. Thiệt hại ước tính khoảng 4,1 tỷ nhân dân tệ, khoảng 17 tỷ đài tệ. Theo Thông tấn xã Trung Quốc đưa tin, Văn phòng Thông tin của chính quyền tỉnh Hồ Nam hôm vừa qua đã đưa ra báo cáo và chỉ ra rằng trong đợt mưa lớn này, tổng cộng 1.200 ngôi nhà và 2.800 ngôi nhà bị sập hoặc hư hỏng nghiêm trọng, 290.000 người phải sơ tán khẩn cấp. Báo cáo cho biết, kể từ mưa lũ năm nay, lượng mưa ở Hồ Nam đã cao hơn bình thường, hơn 20%, đặc biệt kể từ ngày 23 tháng 7. Đợt mưa này cao gấp đôi bình thường, cường độ mưa lớn, thời gian mưa lớn kéo dài và các khu vực trồng lấn hầu như đã ảnh hưởng đến Hồ Nam. Trên toàn khu vực, cường độ mưa tại nhiều điểm vượt hoặc tiệm cận giá trị cực trị lịch sử. Lượng mưa lớn đã gây thiệt hại nghiêm trọng cho một số lượng lớn cơ sở hạ tầng công nghiệp và nông nghiệp ở Hồ Nam. Diện tích cây trồng bị ảnh hưởng của tỉnh là 1,4500 triệu hecta, 90 đường cao tốc trong tỉnh bị ngập và 220 đoạn trong số 130 tuyến đường bị tắc nghẽn. Tổng số 130 tuyến đường đã xảy ra 2.800 sự cố tai biến địa chất, thiết bị và công trình phân phối điện ở một số khu vực bị hư hỏng, ảnh hưởng đến việc cung cấp điện cho 560.000 người. Đồng thời, mưa lớn gây vỡ 3 hồ chứa, 293 tuyến đê cấp 3 trở xuống, 2.174 kè, 374 hồ đập, 4.263 công trình thủy lợi, 18 trạm thủy văn, 14 giếng khoan cơ điện, 24 trạm bơm cơ điện và 6.733 công trình bảo vệ nguồn nước sinh hoạt của con người bị hư hỏng ở các mức độ khác nhau. Hai hồ chứa có nguy cơ tràn đập, hai trận lũ lụt ở đô thị xảy ra và 3.571 ngôi nhà ở nông thôn bị hư hại. Tổng cộng 4.429 trạm thu phát sóng đã ngừng hoạt động tại các khu vực bị ảnh hưởng và tổng số 268 đường dây thông tin liên lạc bị gián đoạn, bị hư hại tổng cộng 689 km. Cục Khí tượng tỉnh Hồ Nam ngày 1 tháng 8 báo cáo rằng từ ngày 29 đến ngày 30, ở một số khu vực phía Nam Hồ Nam sẽ có mưa to đến rất to, kèm theo mưa lớn trong thời gian ngắn, dông bão và gió mạnh và thời tiết đối lưu mạnh khác. Từ ngày 30 đến ngày 1 sẽ có một đợt mưa lớn khác ở Hồ Nam. Trước đó, đã có hai trận mưa lớn liên tiếp đã xảy ra ở lưu vực sông Châu Giang với lượng mưa tích lũy trong khu vực là 71mm. Chịu ảnh hưởng của lượng mưa, đợt lũ số 1 năm nay xảy ra trên dòng chính sông Tây Giang, đoạn từ Vũ Tuyên đến sông Đô Thành ở trung và hạ lưu vượt mức cảnh báo. Trong đó, mực nước đỉnh lũ tại Thủy Văn Vũ Châu Trạm ở Quảng Tây là 20,31m vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 28, vượt quá mức nước cảnh báo 1,81m và tốc độ dòng chảy tương ứng là 33.800 m³/giây. Tổng cộng 46 con sông ở 5 tỉnh và khu tự trị bao gồm cả Phúc Kiến, Quảng Đông, Quảng Tây, Quý Châu và Vân Nam trong lưu vực đã trải qua lũ lụt trên mức cảnh báo, với phạm vi cảnh báo tối đa là 0,1 đến 3,93m. Hiện đỉnh lũ số 1 sông Tây Giang đang đi qua đoạn sông Đức Khánh tại Triệu Khánh, Quảng Đông và đoạn sông Hướng Bình, đoạn Bình Nam, Đô Thành vẫn cao hơn mức cảnh báo từ 0,3 đến 2,13m. Để đối phó với tình hình lũ lụt ở lưu vực sông Châu Giang, Lý Quốc Anh, Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Quốc phòng kiêm Bộ trưởng Bộ Tài nguyên nước đã yêu cầu thực hiện tất cả các công việc phòng thủ. Bộ Tài nguyên nước đã triển khai ứng phó khẩn cấp cấp 4 đề phòng chống lũ lụt, tiến hành tham vấn và phán đoán luân phiên hàng ngày, tăng cường giám sát, dự báo, cảnh báo sớm và thực hiện nhiệm vụ khẩn cấp, tăng cường lập lịch trình hồ chứa và giám sát mực nước giới hạn lũ, đồng thời triển khai các biện pháp phòng thủ chi tiết. Ủy ban Bảo tồn nước sông Châu Giang của Bộ Tài nguyên nước đã phát động ứng phó khẩn cấp cấp 3 để phòng chống thiên tai lũ lụt và hạn hán, điều động các hồ chứa trọng điểm trong lưu vực sông, phát huy hết vai trò ngăn lũ và dịch chuyển đỉnh, giảm áp lực chống lũ xuống hạ du. Kịp thời có thông báo chỉ đạo chính quyền các địa phương xử lý an toàn lũ trên các hồ chứa, lũ trên các sông vừa và nhỏ, phòng chống thiên tai lũ lụt vùng núi, cử 3 đoàn kiểm tra đột xuất, kiểm tra để xác định trách nhiệm chống lũ. Lưu Ninh, Bí thư Khu ủy Khu tự trị dân tộc Trang Quảng Tây, chủ trì cuộc họp lập kế hoạch quốc phòng và bố trí triển khai công tác phòng chống lũ lụt. Cục Tài nguyên nước của khu tự trị đã phát động ứng phó khẩn cấp cấp 3 để phòng chống thiên tai lũ lụt và hạn hán, đồng thời cử 6 tổ công tác đến Liễu Châu, Quế Lâm, Ngô Châu, Quý Cảng, Hà Châu, Lai Bân, hướng dẫn địa phương làm tốt các mặt công tác quốc phòng. Bộ Tài nguyên nước sẽ tiếp tục chú ý đến sự phát triển của điều kiện nước mưa,
và điều kiện lũ lụt ở lưu vực sông Châu Giang, tăng cường tham vấn và phán đoán, đồng thời cố gắng hết sức để làm tốt công việc phòng thủ khác nhau. Cuộc họp giao ban chính sách thường kỳ của Hội đồng Nhà nước được tổ chức vào ngày 18 đã giới thiệu rằng kể từ đầu năm nay, 487 con sông trên cả nước đã xảy ra lũ lụt trên mức cảnh báo và 13 con sông đã trải qua lũ lụt lớn nhất kể từ khi ghi nhận thực tế. Thiên tai lũ lụt đã khiến tổng cộng 21,805 triệu người bị ảnh hưởng, thiệt hại kinh tế trực tiếp là 64,76 tỷ nhân dân tệ, 1,239 triệu người phải di rời và tái định cư khẩn cấp, 40 người chết hoặc mất tích, giảm hơn 70% so với năm trước so với cùng kỳ trong 5 năm qua. Bộ Tư lệnh Quốc phòng và Cục Quản lý Khẩn cấp sẽ thực hiện nhiều biện pháp kiểm soát lũ lụt và cứu trợ thiên tai, tăng cường hơn nữa việc phòng chống lũ sông, phòng chống lũ lụt trên núi và thiên tai địa chất, an toàn của các hồ chứa trong lũ lụt, kiểm soát và thoát lũ đô thị và cố gắng hết sức để bảo vệ sự an toàn về tính mạng, về tài sản của người dân. Chu Học Văn giới thiệu rằng Bộ Tư lệnh Quốc phòng đã tiến hành giám sát và kiểm tra trực tuyến, ngoại tuyến đối với 17 tỉnh trọng điểm trong 7 lưu vực sông lớn, đồng thời thúc giục giải quyết các vấn đề như rủi ro khó phát hiện, nguy cơ tiềm ẩn và khắc phục bất cập sau khi phát điện, dự trữ lương thực và vật chất quốc gia. Cục đã khẩn trương điều động khoảng 24,79 triệu nhân dân tệ vật tư cứu hộ và phòng chống lũ lụt trung ương đến vùng thiên tai. Bộ Tài nguyên nước và Cơ quan Thủy lợi các cấp đã điều hành 2.160 hồ chứa lớn và vừa, chứa được 53,7 tỷ mét khối nước lũ, phát huy hết tác dụng phòng chống lũ lụt và giảm nhẹ thiên tai. Bộ phận quản lý khẩn cấp đã triển khai lực lượng cứu hộ và cứu nạn trước để sơ tán và tái định cư những người bị ảnh hưởng trong trường hợp khẩn cấp, đối phó hiệu quả với các tình huống nguy hiểm khác nhau, điều động 56.200 đội cứu hỏa để giải cứu và sơ tán 31.200 người bị mắc kẹt trong vùng lũ. Trong những năm gần đây, nhiều thành phố đã gặp phải sự cố chống thấm và thoát nước trong mùa lũ lụt. Một số nơi đã gây thương vong và thiệt hại về tài sản. Về vấn đề này, Vương Chí Hồng, Cục trưởng Cục Xây dựng Đô thị của Bộ Nhà ở và Phát triển Đô thị Nông thôn chỉ ra rằng trước mùa lũ, Bộ Nhà ở và Phát triển Đô thị Nông thôn đã công bố danh sách những người chịu trách nhiệm thoát nước và đảm bảo an toàn ngập úng tại 692 đô thị trên cả nước, tăng cường thực hiện trách nhiệm. Các khu vực đã triển khai, thực hiện toàn diện công tác chuẩn bị chống lũ như điều tra, khắc phục các nguy cơ tiềm ẩn, nạo vét kênh mương thoát nước, bảo dưỡng thiết bị, diễn tập ứng phó khẩn cấp. Sau mùa mưa lũ, Bộ Nhà ở và Phát triển Đô thị, Nông thôn đã kịp thời thông báo thông tin cảnh báo, dự báo sớm cho các vùng mưa lũ, đồng thời tổ chức hội nghị truyền hình tại các tỉnh, thành phố trọng điểm liên quan đến nghiên cứu, nhận định tình hình mưa lũ. Chu Học Văn cho biết, Ban Quản lý tình trạng khẩn cấp luôn kiên định ngăn chặn lũ lớn, chống lại những mối nguy hiểm lớn và giải cứu những thiên tai lớn. Lực lượng cứu hộ là 43.000 người và đội cứu hỏa đã điều phối 4.000 người đến 13 tỉnh để sắp xếp trước và đưa họ vào cứu hộ càng sớm càng tốt. Đồng thời, Cục Quản lý Khẩn cấp chỉ đạo các doanh nghiệp trung ương địa phương và thường trú kết nối lực lượng ứng cứu kỹ thuật với hơn 87.000 nhân sự để sẵn sàng ứng cứu khẩn cấp bất cứ lúc nào, xây dựng hệ thống mạng lưới dịch vụ khẩn cấp tự nguyện cấp cơ sở ở thành thị và nông thôn, tích cực hướng dẫn lực lượng cấp cứu xã hội tham gia tuần tra đê điều, di chuyển quần chúng tìm kiếm cứu nạn. Thưa quý vị, hôm 29 tháng 7, quân đội giải phóng nhân dân PLA lại đụng độ với quân đội Ấn Độ ở biên giới tranh chấp, lần này là ở Arunachal Pradesh. Theo các chuyên gia, nguyên nhân của cuộc xung đột hiện tại có thể là do đường ranh giới mới trị giá 4,8 tỷ đô la Mỹ của chính phủ Ấn Độ ở Arunachal Pradesh. New Delhi cho biết một số binh lính của cả hai bên đã bị thương nhẹ trong cuộc giao tranh. Các binh sĩ PLA đã vượt qua đường kiểm soát thực tế LAC trong khu vực Tawang được quân đội Ấn Độ bảo vệ nghiêm ngặt. Cuộc đụng độ đã dẫn đến thương tích nhẹ cho cả hai bên. Quan chức quan hệ công chúng của Bộ Quốc phòng Ấn Độ cho biết trong một tuyên bố từ trụ sở Jaipur. Cuộc đụng độ đẫm máu cuối cùng giữa hai bên là vào ngày 15 tháng 6 năm 2020 tại thung lũng Kawan, phía đông Ladakh, ở đông bắc dãy Himalaya, khiến 20 binh sĩ Ấn Độ và 40 binh sĩ PLA thiệt mạng. Chính quyền Trung Quốc tuyên bố rằng chỉ có 4 người thiệt mạng trong cuộc đụng độ đó. Nhưng các nguồn tin của Ấn Độ và Nga bác bỏ tuyên bố này. Xung đột cũng được thúc đẩy bởi việc Ấn Độ xây dựng cơ sở hạ tầng biên giới trong khu vực. Cuộc đụng độ vừa qua diễn ra ở phía đông dãy Himalaya, hay còn gọi là khu vực phía đông theo thuật ngữ quân sự, cách điểm giao tranh Kawan hơn 1.500 km, theo các nguồn tin truyền thông Ấn Độ. Hơn 300 binh sĩ Trung Quốc đã cố gắng tiến vào lãnh thổ Ấn Độ ở biên giới tranh chấp thuộc bang Arunachal Pradesh. Chính phủ Trung Quốc tuyên bố Arunachal Pradesh là lãnh thổ của mình và gọi nó là Nam Tây Tạng. Trên bản đồ Trung Quốc, bản dịch theo nghĩa đen của nó là vùng Nam Tây Tạng bị Ấn Độ chiếm đóng về mặt quân sự.
các nguồn tin chính thức của Ấn Độ ở New Delhi không đưa ra thông tin chi tiết về vị trí chính xác của cuộc giao tranh hoặc số lượng binh sĩ bị thương. Họ cũng không trả lời yêu cầu cung cấp thêm thông tin của The Epoch Times. Tuy nhiên, truyền thông Ấn Độ đưa tin ít nhất đã có 6 binh sĩ Ấn Độ bị thương và con số này của PLA còn cao hơn nhiều. Trong một tuyên bố trước Hạ viện Quốc hội Ấn Độ hôm 23 tháng 7, Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Rajnath Singh cho biết phía Ấn Độ không có trường hợp tử vong hoặc thương vong nghiêm trọng nào. Ông nói rằng quân đội Trung Quốc đã cố gắng vượt qua ranh giới đường kiểm soát thực tế và đơn phương thay đổi hiện trạng dọc biên giới tranh chấp gần khu vực Dương Tử. Cuộc chạm trán sau đó đã dẫn đến một cuộc ẩu đả. Quân đội Ấn Độ đã dũng cảm ngăn chặn quân đội Trung Quốc xâm phạm lãnh thổ Ấn Độ và buộc họ phải quay trở lại vị trí của mình. Ông Singh nói và cho biết thêm rằng phía Trung Quốc được yêu cầu kiềm chế những hành động như vậy và để khôi phục hòa bình và yên bình dọc theo biên giới. Đảng Cộng sản Trung Quốc không thừa nhận cuộc giao tranh trong cuộc họp báo thường nhật vào hôm 23 tháng 7. Bộ Ngoại giao Trung Quốc không đưa ra thông tin chi tiết về vụ việc, nhưng nói rằng, theo hiểu biết của họ, tình hình ở biên giới với Ấn Độ nhìn chung là ổn định. Theo những gì chúng tôi được biết, tình hình ở biên giới Trung Quốc-Ấn Độ nhìn chung ổn định và cả hai bên đã duy trì liên lạc thông suốt về các vấn đề liên quan đến biên giới thông qua các kênh ngoại giao và quân sự. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân cho biết khi được yêu cầu bình luận về tuyên bố chính thức của Ấn Độ về vụ việc. Vừa rồi là thông tin cuối trong bản tin ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!